Chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện tử thực hành NVT, website www.bachkhoadiencuong.com. Trong video trước thì tôi đã cùng các bạn đi tìm hiểu về diode, là một linh kiện bản dẫn cơ bản trong cái nhiệm vụ là chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Nó là một cái van điện tử. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về một loại diode nữa, đó là diode Zener, có hay còn được gọi là diode gim áp, diode ổn áp. Vậy thì lý do gì mà tại sao nó lại có tên gọi như thế, và nó nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào, chúng được sử dụng ra sao và cần quan tâm những cái thông số gì trong thiết kế và sửa chữa, thì các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về trong video này. Thứ nhất, diode Zener nhìn bề ngoài thì nó cũng rất giống với một diode bình thường đó. Các bạn hãy để trên đây, nó rất giống một diode thông thường. Trong đó nó cũng có hai chân anode và cathode. Thì cái chân những cái vạch màu đen ở trên thường là chân cathode, và chân ở ngoài đầu còn lại là chân anode. Nó sẽ trên bảng mạch và trên sơ đồ nguyên lý nó sẽ là DZ này, ZD này, DV kép này, V kép D này. Cái này nhé, các bạn hãy chú ý quan trọng thì chúng ta phân biệt được đó là diode thường với cả diode ổn áp. Dựa vào cái ký hiệu này, chúng ta trên bảng mạch in chúng ta có thể dễ dàng phán đoán nó là diode ổn áp hay là diode thường. Có diode thường chỉ là ký hiệu chữ D thôi. Trên ký hiệu hình vẽ của nó sẽ là một cái chấm giác và một cái dấu ngã ở trên hai chân anode và cathode. Trong thực tế thì đây, như tôi vừa nói này, cái chân có vàng màu nổi trội đó là chân cathode. Màu đen trong cái trường hợp này là thân màu đỏ và cái vạch màu đấy màu đen. Thì đây chân cathode này, đầu còn lại chân anode. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào? Chúng ta biết rằng là với một diode thường thì khi mắc phân cực ngược như này, cái điện thế đại trên cathode lớn hơn điện thế chạy trên anode thì sẽ không có dòng điện chạy qua trong trường hợp này. Đây dương, đây là A này. Và đây là K này. Chúng ta sẽ không thấy dòng điện đi qua trường hợp này, tức là không có dòng điện chạy qua, không cho phép dòng điện chạy qua. Tuy nhiên với một diode Zener thì sao? Với một diode Zener, nếu chúng ta phân cực thuận như một diode thông thường thì nó cũng hoạt động như một diode thông thường thôi. Và cái điện áp rơi thuận, điện áp thuận rơi trên diode Zener này nó cũng vẫn bằng cái 0.6V như một diode thông thường. Khi mình mắc thuận như này, đi từ A sang K, nó vẫn cho phép dòng điện đi từ A sang K. Và điện áp thuận rơi trên nó khoảng xấp xỉ 0.6V. Và khi mắc ngược thì sao? Thì chúng ta biết rằng là với con diode thông thường thì mắc ngược là không cho phép dòng điện chạy qua. Thì tuy nhiên, cái nguyên tắc hoạt động của Zener lại cho phép dòng điện chạy qua khi mắc ngược này. Nó cho phép là dòng điện đi chạy từ K sang A. Khi có dòng điện ngược chạy qua như này, đồng thời nó tự duy trì một cái áp rơi trên thân của nó bằng cái điện áp mà nhà sản xuất đã sản xuất ra con diode đó, bằng cái điện áp mà người ta gọi là điện áp VZ. Giả sử là con diode đó là con diode ổn áp 5V1 thì nó sẽ khi mắc ngược này lập tức là nó sẽ tự ghim cho chúng ta một cái áp là 5V1. Dù dòng điện nó biến đổi trong một dải nào đó thì cái điện áp ghim này nó vẫn giữ cố định, và người ta gọi đấy là đặc tính ổn áp của con diode này. Thì cái dòng điện này biến đổi khi nào? Đó là khi U này tăng lên hoặc là R giảm xuống. Đấy, giả sử R là một cái con đã được chọn cho trước trong tính toán, thì cái U này giả sử tăng lên này thì Y nó sẽ tăng theo. Nhưng Y khi Y tăng theo thì con diode Zener này nó vẫn có đặc tính là ghim ra một cái áp bằng cái áp mà nó được sản xuất ra. Thì cái đặc tuyến 4A, các bạn hãy nhìn vào đây, trở lại nhìn vào cái nguyên lý của nó. Đây là phân cực theo chiều thuận này. Khi mà điện áp đặt nó dưới 0.6V thì không có dòng điện chạy qua. Khi lớn hơn 0.6V thì bắt đầu lập tức có một dòng điện chạy qua đó. Khi phân cực ngược thì nếu mà cái điện áp ngược này nó chưa đủ lớn bằng VZ thì sẽ không có dòng nào chạy qua cả. Tuy nhiên khi điện áp này bằng cái điện áp danh định của con diode đấy, điện áp ổn áp danh định con diode đấy, thì nó sẽ cho phép dòng điện chạy qua và đồng thời duy trì cái điện áp giữa hai đầu của nó.
Để hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc hoạt động của nó như nào thì các bạn hãy cùng tôi đi tìm lấy một con diode ra và khảo sát về cái đặc tuyến hoạt động của nó. Trước hết thì tôi sẽ sử dụng một con diode Zener. Đây là con diode Zener. Tôi sẽ đấu với nó với một con điện trở để hãn dòng cho con diode này. Trước hết là tôi sẽ sử dụng chế độ phân cực ngược, tức là cho âm nguồn vào chân anode của container và dương nguồn vào chân cathode. Sau đó dùng đồng hồ vãn năng để thang đo vôn một chiều. Tôi đo giữa hai đầu diode Zener. Và các bạn hãy quan sát khi tôi, đây là bộ nguồn. Nguồn tôi cấp vào này. Đồng hồ dùng đồng hồ vãn năng đo giữa hai đầu của diode Zener đấy. Và tôi sẽ cấp vào dương nguồn, cấp vào qua điện trở để cho một dòng điện ngược chạy qua xem nó điện áp gì mình làm. Để con diode 5V6, không phải là 6V2. Con này là con diode Zener 5V6. Thì các bạn hãy để ý là điện áp đầu nguồn là 13V. Khi có một dòng, lúc đó thì nó sẽ dòng điện qua con R này, qua con R và chạy từ K sang A. Áp rơi trên con diode này là 5V6. Bây giờ tôi sẽ thay đổi cái giá trị cấp vào bằng cách là điều chỉnh cái bộ nguồn chúng ta. Đây là 13V. Tôi sẽ hạ xuống 12V. 12V, ok. Thì các bạn thấy là áp của Zener vẫn giữ nguyên là 5V6. Hạ tiếp 11V thì vẫn là 5V6. Hạ xuống 10V thì vẫn là 5V6. À, 9V vẫn là 5V6. 8V vẫn là 5V6. 7V vẫn là 5V6. 6V vẫn là bắt đầu đã giảm xuống. Dòng điện nó giảm đi thì các bạn thấy là con Zener này bắt đầu cái sự ồn áp của nó đã bị giảm xuống rồi. Và điện áp đầu vào giảm hơn cái điện áp mà đánh thủng của con Zener này, tức là điện áp VZ ấy, thì lập tức là áp đầu vào sẽ bằng cái áp rơi trên con Zener. Và lúc đó là không có dòng điện chạy qua nữa. Áp rơi trên Zener này, 5V và áp đầu vào này, bằng này. Nếu mà áp đầu vào thấp hơn cái điện áp VZ của con Zener thì sẽ không có dòng điện chạy qua và áp rơi trên Zener bằng áp đầu vào. Lúc này không còn đặc tính ồn áp nữa. Áp biến đổi theo thì điện áp trên Zener cũng biến đổi theo. 3V, 3V, 2V, 2V. Đấy, bây giờ tôi sẽ tăng lên. Và con diode này là con diode Zener có sự ồn áp, cái điện áp VZ của nó là 5V6. Trên giá trị, khi chỉ khi nào mà cái điện áp cấp lớn hơn 5V6 trở lên thì bắt đầu là con diode này mới có dòng điện chạy qua và đồng thời là áp của nó được ghim lại bằng cái giá trị VZ đó. 9V. Đấy. Và con này tăng lên đến 15V thì nó vẫn giữ được cái giá trị áp ghim. Vậy là cái ổn áp đây là gì? Đó chính là khi áp đầu vào thay đổi thì nhưng mà cái áp trên con diode Zener này nó vẫn không thay đổi. Đó chính là cái đặc tính ổn áp của nó. Hay nói khác là dòng điện ngược chạy qua diode Zener biến đổi, nhưng nó sinh ra một cái áp rơi ở trên con diode này không thay đổi. Giờ tôi sẽ cấp ngược nguồn lại thì xem là tôi vẫn đo hiệu điện thế giữa hai đầu con diode Zener này, nhưng tôi sẽ cấp ngược nguồn lại. Tôi cấp âm nguồn con điện trở này, tức là cấp vào trên cathode. Trong trường hợp này là phân cực thuận và cấp dương nguồn vào trên anode. Thì các bạn là thấy là diode Zener này nó vẫn như một diode thông thường và rơi trên nó là 0,7V. Cái dấu âm ở đây là gì? Là do tôi đo cái que đo đồng hồ, tôi đo ngược thôi. Cái dương của đồng hồ đấy phải cho sang bên này. Thì nhưng mà tuy nhiên thì cái áp rơi trên nó, cái hiệu điện thế rơi trên con diode ấy vẫn là khoảng 0,7V như diode thông thường. Tức là với con diode Zener này, trong trạng thái bình thường phân cực thuận thì nó vẫn hoạt động như một diode thông thường cho phép đi qua, đồng thời rơi một điện áp là khoảng 0,7V.
Đấy, trong chế độ phân cực ngược thì diode thông thường không cho phép chạy qua, nhưng diode Zener cho phép chạy qua. Đồng thời cái dòng ngược đấy gây ra cho nó một cái điện áp rơi ở trên con diode Zener này, hay còn gọi là điện áp ổn áp, nó bằng cái giá trị mà nhà sản xuất đã sản xuất ra cái điện áp VGS này của nó. Để tiếp tục về thì các bạn hãy quan sát xem khi tôi cho tín hiệu điện xoay chiều vào thì xem như thế nào. Tín hiệu điện xoay chiều vào thì các bạn sẽ nhìn chung ra rõ hơn. Đó là xem cái đặc tính ghim áp nó như thế nào nhé. Các bạn hãy quay lại đây về máy hiện sóng. Ok, đây là nguồn điện xoay chiều lấy từ cái biến áp 12V. Kênh màu xanh này, tôi sẽ quan sát cái tín hiệu điện đầu vào. Đây, cho vào hai đầu này. Và cái kênh vàng thì tôi sẽ quan sát cái tín hiệu rơi ở trên cái con diode đấy, trên cathode của con tender. Cấp nguồn vào, xoay chiều vào thì các bạn hãy để ý nhìn đây. Ok, các bạn hãy nhìn lại. Các bạn hãy để ý này, khi mà cái tín hiệu màu vàng là quan sát trên điện áp rơi trên cái con diode Zener này, thì khi mà áp nó rơi vượt quá 5V6, vượt qua 5V6 thì nó sẽ bị ghim lại. Đấy, vượt qua 5V6 thì nó sẽ bị ghim lại thành 5V6, và cái tất cả những cái phần trên này, cái phần xanh này nó sẽ bị cắt bỏ, chỉ còn 5V6 thôi, cái am rơi trên tiêu này. Và cái giá trị đít đít ở dưới này, dưới với vạch không này, là cái 0,6V ấy, cái 0,7V mà chúng ta vừa đo ấy, chỉ là cái điện áp bên này nó dương hơn, thì nó điện áp phân cực thuận chỗ dưới này này, truyền nguồn. Trong cái trường hợp mà cái đường nguồn đầu vào này nó âm đây thì nó lại phân cực thuận cho con tender, và lúc đó thì cái con diode này nó vẫn cho dẫn như một diode thông thường. Lúc đó áp sẽ bị ghi lại bởi cái diode thông thường là khoảng 0,6V, âm 0,6V, 0,7V ở dưới phiền phía này. Đấy, thì ở phần trên là phân cực ngược, tín hiệu đầu vào phân cực ngược, thì cứ trên 5V6 là nó bị cắt hết tín hiệu đấy và nó chỉ ghim cái giá trị 5V6 thôi. Còn dưới 5V6 nào thì cái điện áp đầu vào như nào nó sẽ đi theo như thế. Cần khi mà trên vượt qua cái giá trị 5V6 ở đây thì nó sẽ bị ghim lại. Các bạn có thể dùng cái con trỏ để chúng ta có thể quan sát được. Đây, các bạn nhìn thấy 5V8 này. Đấy, 5V8 là cái đường này. Đây, đến đây là 5V8. Thì tất cả những tín hiệu vượt trên cái giá trị đấy thì lập tức là bị cắt bỏ và chỉ còn cái bằng cái giá trị của các áp con ghim thôi. Còn bán kỳ sau là cái lúc đó chu trình phân cực thuận thì con diode nó dẫn như một diode thông thường. Cái áp rơi trên con diode sẽ rơi là bằng cái áp để áp thuận rơi trên con diode thông thường mà thôi, khoảng âm 0,7V. Đây các bạn này, âm 800mV. Đấy. Đấy, khi sử dụng diode Zener thì cần quan tâm những cái thông số gì? Chúng ta tiếp tục. Một diode Zener thì nó sẽ cho phép một dòng điện chạy qua cái IZ này. Cái IZ này nó sẽ bằng cái U trừ đi VZ chia cho R. Tuy nhiên cái I này nó không phải là một cái giá trị thích cho bao nhiêu là được. Nếu R là nhỏ quá thì cái dòng ngược này chạy qua rất lớn và diode lúc đó có thể bị cháy.
cái Y giác mắc của chúng ta sẽ được tính theo cái gì? Y giác mắc là cái Y giác mà cái dòng điện ngược tối đa của một con đi út có thể chịu đựng được, người ta gọi là Y giác mắc, sẽ bằng P giác chia cho V giác. Nếu mà chúng ta chọn một con R này mà nó quá nhỏ, khi đó cái Y này mà vượt quá cái giá trị Y giác mắc thì lập tức con đi út nó sẽ cháy và chết. Thì cái P giác này nó được, nó sẽ cung cấp sẵn khi chúng ta mua với những con nhỏ nhỏ như thế này. Thì nó là con 1/4W, khoảng 0.25W. Và con to như thế này, hơn một chút này, là con 1W. Có những con diodener là 2W và 5W. Thì các bạn thấy phổ biến nhất thì đó chính là con 1/4W này, được sử dụng rất nhiều. Sau đó đến con 1W, to hơn một chút. Thì các bạn hãy để ý trên đây thì sẽ thấy là nó có hai kích thước nó khác nhau một chút. Thì con 1W này nó sẽ to gấp đôi con 1/4W. Đấy. Thì khi đó thì các bạn sẽ lấy cái VZ là đã biết chương này, PZ biết chương này, thì chúng ta sẽ tính được cái Y mắc của một con diodener, là cái dòng điện ngược tối đa cho phép. Từ đó chúng ta có thể tính toán được cái R để hạn dòng cho nó. Ví dụ một con diodener là 5V 1 và 1W thì chúng ta sẽ suy ra được là Y mắc sẽ bằng PZ chia cho VZ bằng 1 chia cho 5V 1, xấp xỉ 200mA. Thì vậy là khi mà chúng ta tính toán trong một cái mạch điện mắc vào mà cái dòng ngược này nó quá 200mA này thì lập tức con nó sẽ chết. Và trong thiết kế thực tế thì người ta thường không dùng bao giờ đến tối đa cái Y ngược này, cái giác mắc này cả, mà người ta chỉ dùng 1/5 giá trị thôi. Người ta chỉ giả sử con này chịu được là đến 200mA, người ta chỉ tính toán là chỉ cái dòng ngược chạy qua chỉ khoảng 40mA thôi. Ví dụ khi mắc vào một cái nguồn điện là có cái điện áp lớn nhất tối đa, cái U này tối đa của nó có thể là 15V đi chẳng hạn, 15V, thì lúc đó mình sẽ chọn cái R này tối thiểu sẽ bằng cái gì. Giả sử là tôi chọn nó là 200mA đi, coi như là mức tối lớn nhất nó có thể chịu đựng được, thì các bạn sẽ thấy là R sẽ bằng từ công thức này, U max này trừ đi VZ chia cho Y max. U max trừ đi VZ chia cho Y max sẽ ở đây trong trường hợp này tôi nói là giả sử là U của lưới lớn nhất nó đạt đến 15V nhá. Tôi tính toán cho các bạn xem, thì cái này là 15V trừ đi 5V 1 chia cho 0.2, thì các bạn sẽ tính được ra ở đây là 15 trừ đi 5V 1 sẽ xấp xỉ 10 nhân với cả 5 nó khoảng 50 ohm. Vậy là cái R tối thiểu của chúng ta sẽ xấp xỉ là 50 ohm. Không có 50 ohm trong thực tế, chúng ta sẽ chọn là 56 ohm hoặc là 51 ohm, thì các bạn sẽ chọn 56 ohm. Thì lúc đó nếu mà chúng ta chọn một con giá trị nào đấy nhỏ hơn cái giá trị 50 ohm này rất nhiều chẳng hạn, thì lập tức là con diode này nó sẽ không bền. Hay nói cách khác là Y giác càng lớn thì cái con diode này tỏa nhiệt càng nhiều, đồng thời là nó sẽ nhanh hỏng hóc. Đấy, cái ta biết rằng là cái Y này nó có thể biến đổi từ rất nhỏ khoảng vài mA cho đến hàng vài trăm mA, mà cái áp của chúng ta là nó vẫn tự ghim trên nó không thay đổi. Thì điều đó là cái đặc tính ồn áp của diode, cái đặc tuyến của nó người ta ứng dụng vào là như thế. Cái Y này nó sẽ thay đổi nào? Khi tính toán ấy, thì người thiết kế người ta chọn con R là cố định. Cái U này là cái U là cái thông số mà thường biến đổi nhất. Giả sử như trong cái tín hiệu hình sin này thì các bạn có thấy U nó nhấp nhô này không? Rõ ràng là U nó biến đổi. Tuy nhiên với một con R cố định sẵn thì cái Y khi U biến đổi này thì Y qua nó, Y ngược ấy, sẽ qua nó cũng sẽ biến đổi theo. Nhưng cái đặc tuyến của con này là đặc biệt là khi Y thay đổi thì cái áp rơi trên nó không thay đổi. Thì đấy là lý do tại sao người ta gọi nó là ổn áp, là bởi sao áp đầu vào thay đổi dẫn đến dòng ngược qua nó thay đổi, nhưng cái áp tại rơi trên nó là không thay đổi, thì đấy người ta gọi là ổn áp. Cái con diodener này được ứng dụng rất nhiều rộng rãi trong các mạch nguồn ổn áp này, trong các mạch hồi tiếp của nguồn xung này, trong các cái
là cái nền tảng để phát triển ra những cái IC ổn áp. Tất cả những IC ổn áp đều có cái thành phần container này ở bên trong. Và cách tính toán chọn R này làm sao cho nó hợp lý thì các bạn phải biết là công suất của một con điếu container đã, sau đó tính được cái Ezmax đã. Ezmax là cái dòng ngược tối đa mà nó chịu đựng được. Hãy nhớ dòng ngược càng lớn thì cái con điếu container này nó càng nóng mà nó càng nhanh chết. Còn dòng ngược nhỏ quá thì cái đặc tính ổn áp nó không tốt. Nhưng thông thường thì người ta sẽ tính với những con điếu trong cái mạch điện bình thường, người ta chọn nó khoảng trên 20mA một chút. Ngoài muốn tăng dòng ổn áp hơn thì người ta sẽ phải kết hợp với cả transistor MOSFET để tạo ra những cái bộ nguồn nó mạnh hơn về cái dòng điện. Thì đó là những cái ứng dụng của cơ bản và cái nguyên tắc tính toán thiết kế với một điếu container. Trong phân cực thuận thì con điếu container này nó không được ứng dụng nhá. Đấy. Nó không được ứng dụng nhiều vì lúc đó người ta sẽ sử dụng điếu thường. Còn con điếu container này nó cho phép cả dòng điện đi qua cả hai chiều nên là nó sẽ không được ứng dụng trong trường hợp chỉnh lưu, mà chỉ được ứng dụng để trong cái trường hợp ghim tín hiệu điện áp. Thì chúng ta biết rằng là tại sao nó lại được sử dụng. Giả sử khi trong cái điều khiển MOSFET và IGBT thì những cái xung điều khiển ra nó có thể bị nhiễu biên độ rất lớn, có thể làm chết IGBT hoặc MOSFET để làm để cái áp điều khiển giữa G và S này, hoặc là G và E của G và S trong MOSFET và G và E của IGBT, thì người ta sẽ phải mắc cái con MOSFET này giữa hai chân của nó để tạo ra cái điện áp điều khiển không bao giờ vượt quá 20V cả. Vì bản thân các cái, trong data sheet của những cái con này thì cái VGE và GS rất là quan trọng, nếu chỉ cần vượt quá cái giá trị 25V rồi thì tự động là cái con MOSFET đấy hoặc con IGBT đấy nó cũng sẽ bị hỏng. Nên là các bạn sẽ thường gặp thấy rất nhiều, ví dụ đây là một cái bo mạch điều khiển cầu MOSFET, thì các bạn sẽ thấy các con điếu container ở đây có nhiệm vụ là để ghi map tín hiệu điều khiển. Thì nó cũng giống như cái này, khi cái tín hiệu điều khiển chẳng may nó bị nhiễu thì đấy, nó vọt quá lên cái biên độ đấy, thì lập tức nhờ con điếu tenner đấy nó sẽ ghim lại thành một cái giá trị. Người ta sẽ chọn con tenner là 10VZ bằng 15V hoặc 18V chẳng hạn, thì lúc cái tín hiệu có vọt lên trên 40V đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ bị ghim lại thành cái áp như thế thôi, sẽ làm cho con MOSFET của chúng ta nó không bị chết. Các bạn sẽ nhìn thấy. Còn ký hiệu DW thì các bạn cũng phải rất là quan tâm. Giả sử trong cái bo mạch bếp từ như thế này thì các bạn sẽ nhìn này, hình dáng của nó rất nhiều nhá, kể cả linh kiện dán nó cũng có cái con diode đấy. Các bạn thấy chỗ là con ZD này, DZ này, DW và WD thì đó chính là con diode Zener mà không phải lăn tăn gì nữa. Mặc dù bề ngoài nó có thể giống diode thường thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, nhìn thấy chữ DW chưa? Đấy, thì đây chính là một con diode Zener DW2. Và đặc tính của nó trong đây là nó dùng trong cái khối nguồn xung để khống chế cái điện áp đầu ra 18V. Vậy các bạn vẫn rất nhiều. Đây cũng này. Tương tự thì cái bo nguồn xung này các bạn hãy nhìn thấy như đây. Các bạn thấy này, DW. Còn đây là chỉ là con diode thông thường, chỉ ghi D22 này. Còn đây là DW6 này. Đấy, thì chỗ nào mà diode thường sẽ chỉ ghi chữ D thôi. Còn chỗ nào là diode Zener ổn áp thì nó sẽ là DW hoặc WD hoặc ZD. DZ. Đây là diode thông thường này. Diode thông thường này. Mặc dù bề ngoài hình dáng rất là giống nhau và màu sắc. Vậy thì trong video này tôi đã hướng dẫn các bạn về cái đặc tuyến làm việc của con điếu Zener này, các thông số quan trọng khi sử dụng một con điếu Zener bao gồm cái giá trị điện áp ổn áp VZ và công suất của con điếu Zener. Công suất của điếu Zener nó đặc trưng cho cái dòng điện ngược tối đa mà nó có thể chịu được được. Thông thường thì người sử dụng người ta sẽ không bao giờ tính toán thì cái dòng ngược đấy nó bằng cái dòng ngược tối đa đấy cả, mà người ta chỉ tính khoảng bằng 1/5 giá trị để cho nó bền. Còn muốn dòng điện mạnh hơn thì người ta sẽ phải kết hợp với transistor để nâng dòng lên. Hy vọng chỉ sau video này các bạn có thể hiểu được một phần nào đó về diode Zener, các ứng dụng của nó trong mạch điện và các bạn có thể tính toán thiết kế hoặc lựa chọn một con diode Zener phù hợp khi sửa chữa. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.